Lộ ảnh cưới của Long đẹp trai Phi Nga cập nhật trạng thái ly hôn Mới đây một số khoảnh khắc trong đám cưới của nam diễn viên Long đẹp trai được hé lộ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ Theo đó trong ảnh nam diễn viên sánh đôi cùng cô dâu mới, gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc Đến tham dự tiệc cưới của Long đẹp trai còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ thân thiết như Huỳnh Phương Thanh Tân Hiện người hâm mộ tỏ ra khá bất ngờ khi hay tin Long đẹp trai kết hôn với người mới Trước đó, nam diễn viên được biết đến là chồng của sao nữ Phi Nga. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, cả hai không còn chia sẻ hình ảnh về nhau. Trên trang cá nhân, diễn viên đạo diễn Phi Nga cũng cập nhật trạng thái đã ly hôn. Điều này khiến người hâm mộ ngầm hiểu cặp đôi đã đường ai nấy đi trong âm thầm. Cả Long đẹp trai và Phi Nga đều là những gương mặt diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Năm 2015, cặp đôi này nên duyên vợ chồng và mong sớm có được trái ngọt. Tuy nhiên suốt hơn một năm rồng chờ đợi vẫn không thấy tin vui, điều này khiến mối quan hệ vợ chồng không tránh khỏi lục đục. Song có câu con cái là lộc trời ban, ở thời điểm không còn cưỡng cầu, cặp đôi vui mừng đón nhận tin vui đường con cái. Hiện con chung của Phi Nga và Long đẹp trai đã được 6 tuổi, nhóc tỳ thừa hưởng nhiều nét đẹp của người bố diễn viên. Chia sẻ với hành trình gian truân để có được trái ngọt Phi Nga từng kể, khi được tháng thứ ba mình từng bị trượt chân cầu thang, đến tháng thứ tư và tháng thứ sáu mình cũng bị ngã. Một phần do mình đi diễn, một phần do đi đứng thoải mái quá không để ý. Mọi người chỉ mẹo là kêu đại một cái tên gì đó rồi nói chuyện với con mỗi ngày. Mình gọi con là cỏ và cứ nói là mẹ trông con dữ lắm. Con nhớ đừng bỏ mẹ nha. Giờ mẹ đi diễn hay đi làm cứ ôm chặt mẹ lại. Cảm giác con cũng lì lắm. Nó ôm mình đến lúc sinh luôn mà ôm tới 10 tháng rưỡi mới sinh lận. Tan hợp trong VBiz không còn là chuyện quá xa lạ, tuy nhiên khán giả vẫn vô cùng bất ngờ khi hay tin Long đẹp trai kết hôn với người mới. Về phía phi Nga, cô không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến việc bố của con trai tổ chức đám cưới. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi thấy tổ ấm của phi Nga và Long đẹp trai không còn hạnh phúc như ngày nào.